Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho tối ngày thứ hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023. Và ngay sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về gia nhập NATO. Cuộc đàm phán giữa ba nước sẽ được tổ chức ở Brussels của Bỉ, nơi đặt trụ sở của NATO, theo Reuters đưa tin. Tuy vậy, thì Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ Kavosoglu khẳng định là Thụy Điển chưa tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ mà Stockholm cam kết trong bản ghi nhớ ký với Ankara vào năm ngoái. Đáng tiếc là chúng tôi chưa nhìn thấy những bước đi có thể hài lòng từ Thụy Điển trong thực hiện bản ghi nhớ Madrid, chúng tôi sẽ chưa thể gật đầu với đơn gia nhập NATO của Thụy Điển trước khi nhìn thấy những tiến triển ấy. Ngoại trưởng Cavusoglu đã nói như trên vào hồi tháng giêng thổ nhĩ kỳ hủy bỏ đàm phán với hai nước bắc âu về đơn gia nhập nato sau khi một chính trị gia của đan mạch cực hữu đốt bản sao kinh koran bên ngoài đại sứ quán của thổ nhĩ kỳ ở stockholm chính phủ của thụy điển cho biết là sẽ sớm ra quyết định chính thức về đề nghị hình sự hóa hành vi gia nhập tổ chức khủng bố đây là nỗ lực của stockholm nhằm đáp ứng yêu cầu từ phía của ankara trong khi thổ nhĩ kỳ đã phát tín hiệu có thể đồng ý với đơn gia nhập nato của phần lan Ankara chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về khả năng bật đèn xanh cho Thụy Điển. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary là nước NATO duy nhất chưa phê chuẩn đơn gia nhập NATO của hai nước Bắc Âu. Budapest cho biết là sẽ bắt đầu thảo luận về đơn gia nhập trong tuần này và một cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ được tổ chức tại Quốc hội Hungary vào tháng 3. Hungary có thể trì hoãn bỏ phiếu mở rộng NATO. Về phía Hungary, nước này có thể cần nhiều thời gian hơn dự kiến để các nhà lập pháp bỏ phiếu chính thức, chấp thuận đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Theo ông Jirgly Gulias, chánh văn phòng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết. Ông Gulias cho biết Budapest lên kế hoạch đưa vấn đề vào phiên họp quốc hội đầu tiên của năm diễn ra vào đầu tháng này, nhưng Thủ tướng Orbán cũng nói rằng các nhà lập pháp cần thêm thời gian để thảo luận về vấn đề. Ông cáo buộc hai nước muốn tham gia NATO đã bôi nhọ nền dân chủ và pháp quyền của Hungary bằng những lời dối trá trắng trợn. Nghị viện Hungary sẽ đưa vấn đề vào chương trình nghị sự và sẽ bắt đầu tranh luận về khả năng gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Dựa trên thủ tục của Hungary, việc thông qua luật mất khoảng 4 tuần, do đó Quốc hội Hungary có thể bỏ phiếu về vấn đề này vào khoảng nửa cuối tháng 3. Mối quan hệ căng thẳng đang diễn ra giữa hai nước muốn gia nhập NATO và một số thành viên của khối như Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tháng trước cho biết ông đã loại trừ khả năng chấp thuận việc gia nhập của Thụy Điển chỉ trích Stockholm vì cho phép một cuộc biểu tình đốt kinh Koran diễn ra bên ngoài đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ bất kỳ đề nghị thành viên nào của NATO cũng phải được tất cả 30 thành viên chấp thuận Tổng thống Ukraine sa thải quan chức quân sự hàng đầu Tổng thống Zelensky vừa sa thải Igor Maskaliov chỉ huy lực lượng phối hợp của Ukraine đang chiến đấu ở khu vực miền đông Donbass nhưng không nêu lý do. Tuyên bố được đưa ra trong một sắc lệnh ngắn gọn. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng đề cập đến Moskov trong bài phát biểu hàng ngày ngày 24 tháng 2 khi liệt kê các chỉ huy quân sự mà ông đã thảo luận. Ông Moskov đảm nhận chức vụ này từ tháng 3 của năm 2022 ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine. Cả tài khoản Facebook và Twitter của lực lượng phối hợp đều không đề cập đến diễn biến trên. Quân đội của Nga đang cố gắng kiểm soát toàn bộ hai khu vực Lugansk và Donetsk tạo nên vùng Donbas. Tổng thống Zelensky vài tuần gần đây mô tả tình hình chiến sự ở miền Đông là vô cùng khó khăn và đau đớn. Các lực lượng thân Nga đang hướng mục tiêu vào thành phố Bakhmut, tiến hành những cuộc tấn công liên tục, bất chấp thương vong nặng nề cho cả đôi bên. Trong một bài đăng trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội của Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công bất thành tại Bakhmut vào ngày 26 tháng 2. Ông Zelensky đắc cử tổng thống vào năm 2019 với cam kết thay đổi cách điều hành Ukraine và loại bỏ tham nhũng, vấn đề phổ biến trong xã hội của nước này thời kỳ hậu Liên Xô. Một số quan chức cấp cao của Ukraine đã bị mất chức vào tháng trước chủ yếu do tham nhũng. Trong bài phát biểu vào hồi đầu tháng thì tổng thống Zelensky khẳng định sẽ tiếp tục cải tổ hàng ngũ quan chức cấp cao và ai không tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đều sẽ bị sa thải. Mỹ, Đức, Ba Lan thảo luận tập trận chung một cuộc tập trận chung trên lãnh thổ Ba Lan đang là chủ đề thảo luận giữa ba nước thành viên NATO gồm Mỹ, Đức và Ba Lan. Theo tiết lộ từ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trên đài phát thanh ARD, ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận giữa ba nước, nhưng khẳng định cuộc tập trận tại quốc gia láng giềng Ukraine sẽ gửi thông điệp trấn an thuyết phục cho các đồng minh NATO, đồng thời răng đe Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh NATO không suy yếu như ông Putin nghĩ. Cuộc tập trận nhằm thể hiện năng lực ứng phó của liên minh quân sự trước những mối đe dọa ở Sườn Đông NATO. Ông Pistorius cho rằng Đức cần tiếp tục tăng quỹ chi tiêu quốc phòng đặc biệt vượt cột mốc 100 tỷ euro được đề ra vào hồi tháng 2 năm 2022 sau khi chiến sự Nga và Ukraine bùng phát. Cũng trong buổi phỏng vấn với đài phát thanh ARD, Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức đang đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng mua bổ sung pháo tự hành vào kho vũ khí quốc gia sau khi chuyển giao 14 khẩu cho Ukraine hồi năm ngoái. Các hợp đồng có khả năng được ký trước cuối tháng 3, trong khi thời điểm dự kiến trình quốc hội phê chuẩn là giữa năm nay. Tiếp theo là bản tin liên quan đến phe đối lập Belarus tấn công cho nổ tung máy bay của Nga trên đường băng Belarus. Ông Frenak Vakoka, cố vấn của thủ lĩnh phe đối lập Belarus, đang lưu vong Sikanu Sigia. viết trên Twitter như sau: Các phe phái xác nhận đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt thành công nhằm cho nổ tung một chiếc máy bay hiếm hoi của Nga tại sân bay Machulishchi gần Minsk. Ông thông tin là hai người Belarus tham gia chiến dịch nói trên đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công và họ đã rời khỏi Belarus an toàn. Ông Vyakuka không cho biết loại máy bay Nga nào đã bị cho nổ tung, nhưng thông tin nó có giá trị là 330 triệu euro, tương đương với 348 triệu Mỹ Kim. Theo các phương tiện truyền thông thân cận với phe đối lập Belarus, đây là máy bay cảnh báo sớm A-50 Belarusian Hajun, một nhóm theo dõi về vũ khí của Nga, cho biết dân địa phương đã nghe thấy một số tiếng nổ trong khu vực vào buổi sáng ngày 27 tháng 2. Phản ứng với thông tin trên, thì thủ lĩnh của phe đối lập đang lưu vong ở Belarus, bà Svetlana Sikorskaya đã cho rằng là người Belarus đang chống lại các hoạt động của Nga ở Belarus và đấu tranh cho tự do của Ukraine. Chính phủ Belarus và Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin máy bay của Nga bị cho nổ tung trên đường băng của Belarus. Theo hãng tin AFP, không thể xác minh độc lập thông tin trên và quân đội của Nga chưa đưa ra tuyên bố nào. Belarus có thể huy động 1,5 triệu lính nếu thiết quân luật. Chủ tịch Hội đồng An ninh Belarus khẳng định nước này có thể huy động tới khoảng 1,5 triệu quân bên ngoài lực lượng chính quy nếu ban bố thiết quân luật. Cơ cấu quân sự ngoài lực lượng vũ trang của Belarus sẽ lên tới khoảng 1,5 triệu người trong trường hợp ban bố thiết quân luật và chuyển nền kinh tế sang chế độ thời chiến. Chủ tịch Hội đồng an ninh Belarus Alexander Volkovich ngày 25 tháng 2 tuyên bố dân số Belarus khoảng 9,3 triệu người theo ông Vofovic sau khi động viên khoảng 8 triệu người còn lại sẽ làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, giáo dục, y tế trong thời chiến. Ngoài ra, cũng hỗ trợ Bộ Nội vụ Belarus bảo đảm trật tự, trấn an tội phạm và chống dò thám. Ông Vofovic nhấn mạnh Belarus không đe dọa bất cứ ai, nhưng đã sẵn sàng và đang thực hiện mọi biện pháp bảo vệ biên giới phía Tây và phía Nam nước này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó thông báo thành lập lực lượng dân quân phòng vệ lãnh thổ, dự kiến có quân số 100.000 đến 150.000 người. Theo hiến pháp Belarus, tổng thống có thể áp đặt thiết quân luật trong trường hợp bị đe dọa hoặc bị tấn công quân sự, động viên quân toàn bộ hoặc một phần. Hiện Belarus có khoảng 48.000 quân nhân chuyên nghiệp và 12.000 lính biên phòng theo thống kê năm 2022 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS. Trong khi đó, Moscow cáo buộc Hoa Kỳ tìm cách phá vỡ quan hệ Nga và Châu Phi. Hoa Kỳ đang gây áp lực chưa từng có đối với các nước Châu Phi, bao gồm cả việc cố gắng phá vỡ một hội nghị thượng đỉnh Nga và Châu Phi đã được lên kế hoạch. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc, Hoa Kỳ và các đồng minh đang tiến hành một chiến dịch chưa từng có nhằm cô lập Nga về chính trị và kinh tế, bao gồm cả việc phá vỡ Hội nghị Thượng đỉnh Nga và Châu Phi lần thứ hai tại St. Petersburg kể từ khi bắt đầu chiến tranh tập thể phương tây đã gia tăng đáng kể áp lực lên các nước châu phi thông qua các mối đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt chấm dứt viện trợ tài chính và nhân đạo ông bognavo đã nói và không cung cấp bằng chứng nào rằng là washington đã bịa đặt chống lại moscow cáo buộc nga cố gắng làm cho lục địa này chết đói hoặc là tăng giá nhiên liệu Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa, Moscow đã quay sang Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia châu Phi, cố gắng tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn ở đó. Về phía Hoa Kỳ, tổng thống Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Phi vào năm ngoái tại Washington, tìm cách củng cố các liên minh trong bối cảnh sự hiện diện ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc tại lục địa này. Cập nhật vụ thuyền chở di dân bị đắm ở Ý, xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, một quan chức Ý cho biết rằng chiếc thuyền chở di dân bị đắm ở miền Nam nước Ý hôm chủ nhật đã rời Izmir ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 3 hoặc 4 ngày. Chiếc thuyền này chở những người đến từ Afghanistan, Pakistan và Somalia. Theo những người sống sót có khoảng 140 đến 150 người ở trên thuyền. Bà Manuela Kura, một quan chức chính quyền tỉnh nói với Reuters qua điện thoại, Bà cho biết 45 dân thường đã thiệt mạng trong khi 81 người sống sót đã vào bờ, trong đó có 22 người hiện đang nằm viện. Hầu hết những người sống sót đến từ Afghanistan. Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Piatendosi cho biết trong một tuyên bố, đó là một thảm kịch lớn cho thấy cần phải hành động kiên quyết chống lại các kênh di cư bất hợp pháp ông nói thêm rằng điều cần thiết là phải ngăn chặn các cuộc vượt biển vốn mang đến cho người di cư ảo ảnh hoại, hảo huyền về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu âu làm giàu cho những kẻ buôn người và gây ra những thảm kịch như ngày nay ý là một trong những điểm đến chính của các di dân tìm cách vào châu âu bằng đường biển tuyến di cư bất hợp pháp băng qua trung tâm địa trung hải được biết là một trong những tuyến nguy hiểm nhất thế giới theo dự án di dân mất tích của tổ chức di dân di cư quốc tế, 20.333 người đã chết hoặc mất tích ở trung tâm địa trung hải kể từ năm 2014. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.